Rồi, hello hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em. Rồi, nay lên tiếp tục bán cho anh em mấy con ốc nè. Giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em ha. Thì giá trên đây là 35.000 một ký nha. Còn này còn chắc cỡ 20 ký anh em. Anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề hoặc Zalo ha. Rồi, bán cái thùng là 500.000 nha. Cái thùng không nha anh em, 500.000, không bao phí vận chuyển nha. Còn ốc đó là 35.000 ký. Mua thì liên hệ em. Còn ngoài này nè, bán solo ha. Hết kênh này chắc cỡ 40 kg, bán anh em 30.000 nè. Mà ốc ngoài này nó không có sạch không, còn trong đây thì nó sạch nè. Tán rồi lông đền đồ hết luôn ha. 35.000 mua hết cho anh em 20 kg thôi, tao này chắc cỡ 20 kg. Rồi, mua thì liên hệ em ha. 20 kg chắc cỡ có trên nha anh em. Trên 20 25 kg gì. Rồi, mua thì liên hệ em qua số điện thoại có ghi phần tiêu đề hoặc là Zalo em. Rồi, này có lên một số máy bơm nước nè, anh em mua thì liên hệ em luôn nha. Kawa Rubin. Ha, Kawa Rubin về Kubota. Các kiểu bơm nước anh em ha. Thì tầm 3 ngựa 7 ha.